Cậu bé 2 tuổi bị ma dìm dưới cống đến xém ngập nước, khiến mọi người phải tá hỏa đi tìm. Theo lời kể của người phụ nữ thì ngày hôm qua, vợ chồng cô đang tân trang lại nhà cửa thì con trai của cô chạy ra khỏi nhà. Dù đã nhờ ông nội để mắt đến như vì nhà lu bu nên đứa trẻ ra khỏi nhà lúc nào không ai hay. Một lúc sau, khi phát hiện đứa nhỏ không có trong nhà thì người lớn mới tá hỏa chia nhau đi tìm. Hai vợ chồng chia nhau ra kiếm, chạy qua chạy lại cái chỗ ống cống này hoài mà không thấy ảnh ở dưới. Kêu ảnh quá thì kêu luôn mà ảnh cũng không có phản ứng gì hết trơn. Cũng không biết khóc biết la để mình biết đường mà mình kiếm nữa. Điều kỳ lạ là không lâu sau, một người bán tạp hóa gần đó nhìn thấy thứ gì đó nhấp nhô phía dưới cống. Mọi người kéo nhau lại gần thì mới phát hiện vật thể đang nhấp nhô kia chính là đứa con trai mà vợ chồng nữ TikToker đang đi tìm. Vì là mùa mưa nên nước dưới cống thời điểm này dâng khá cao. Thế nhưng dù bị ngập nước đến tận cổ, cậu bé vẫn không hề kêu khóc hay là la hét để người lớn đến cứu. Khi được đưa lên, bé trai vẫn thẫn thờ, ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nghi ngờ con trai bị ma giấu, nữ TikToker ngay lập tức mua đồ về bày một bàn cúng tại vị trí tìm được con mình. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng sợ hãi để lại những comment như sau: chị bị ma che mắt không thấy thằng nhỏ lúc đó rồi. Không bé nào mà gan tự chui xuống dưới đó đứng im re hết á. Chứ như bé khác dù không biết nói là khóc rống lên rồi. Ma che mắt chị rồi không cho thấy đó. Chắc là bị giấu thật rồi, chị tạp hóa ví cao nên không che mắt được. Mình nói thật, tin hay không tùy gia đình, hãy làm cái lễ tại cái cầu, mà giấu đấy, nếu không làm thì nó sẽ theo. Còn bạn, bạn đã bao giờ gặp tình huống tương tự như vậy hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.